Đây là một chiếc đèn rất là to. Thân đèn thì được làm từ một chiếc bình men dạ với họa tiết hoa dây xung quanh như thế này. Họa tiết thì có màu nâu và ở trên đầu của thân đèn thì được bịt gỗ. Ở dưới đáy là chân gỗ như thế này. Em đo anh kích thước của cái đèn này đúng không? Chiều cao của đèn là 40 chưa tính 70 chưa tính mũ. Đường kính đèn đấy. Đường kính là khoảng 33. Đường kính là 33 cm kể đáy. Đo giúp anh cái đáy. Ngang hay là đúng? Đường kính đáy của nó sẽ vào khoảng là 23 cm. Ok. Rồi. Rồi tôi sẽ lắp cái mũ lên. Lắp cái mũ lên. Vào đây đây. Và đo lên chiều cao mình tính cái mũ. Chiều cao của cái này là 90 cm, gần 1 m. Cái đường kính cái mũ đây, đường kính cái mũ của nó 35. Ok. Đường kính mũ của nó sẽ rơi khoảng 36. Con to hơn xuống bên dưới này, xuống bên đây tầm 36. Đây phần này phần vải bên trong có bóng như này. Chúng ta sẽ lắp đèn vào đây. Đây phần nõ đèn này. Đây phần vải xóa này.